Chào mừng các bạn đã đến bài review về Big Quiz Studio. Đấy, sau khi mở chương trình Big Quiz Studio lên thì chúng ta khi giao diện bình thường nó sẽ như thế này. Bài này mình chỉ làm mang tính chất là cùng tìm hiểu vì thực không dám nhận là hướng dẫn vì thực chất mình chỉ mới cài nó trong chiều hôm qua. Bây giờ chúng ta xem những cái tính năng của nó cùng mình khám phá những cái tính năng. BigQuery này thực chất nó giống với Ableton Live. Phần mềm này là một phần mềm của một một người phát triển, của một thành viên phát triển Ableton 2 viết ra. Đấy. Mặc định nó sẽ như này. Đây là check nhạc cụ ảo, check audio. Để sử dụng được phần mềm này thì trước tiên bạn sẽ phải cài đặt một số cái thông số như cổng cổng vào cho nó, cổng input đây, input output đây. Đây là thông báo cho các bạn những cái thiết bị kết nối với MIDI control. Mục này thông báo cho các bạn biết những cái plugin bạn đang sử dụng. Các lưu những cái file tạp trong quá trình Big Sweep nó xử lý. Phần này là phần chứa những cái nhạc cụ ảo và những cái hiệu ứng âm thanh. Đấy. Mình test thử này. Rồi bạn cứ thả vào đây. Kéo những cái mẫu mẫu âm thanh vào. Click vào đây để nghe trước. Do mình chưa bật cái này lên, để sử dụng được thì bạn phải bật cái này lên. Đấy, nó hiển thị, nó sáng cái này lên thì chúng ta mới dùng được. Đấy. Và chúng ta test thử. Có hai cách. Một là các bạn kích vào edit. Nó lên nhớ phải phải chọn check. Check nhạc cụ. Hoặc
bạn có thể tạo một một ô nhịp. Đấy. Giờ chúng ta test xem nó đang ở vị trí nào. Đô 1. Đây. Cái đúp ạ. Cái đúp nó khá chuyển ra cái mục mà mình vừa thả. Mục này cho phép mình thả những cái hiệu ứng vào. Mình đổi sang dê này. Thì thao tác nhập load của cái này nó cũng giống hệt với Ableton. Đấy. Bạn dùng cái công cụ Select Tool. Cái đúp ở đây này để tạo. Để nhập load. Play. Đấy, đây là nhập load. Có thể nhập bằng cái Select Tool này hoặc là cái Pen Tool này. Pen Tool bạn chỉ cần quét ra thôi. Cơ bản về cái phần mềm này, cái giao diện của cái bàn phím này đẹp đẹp hơn Ableton 9, nhìn giống bàn phím piano, trông thật hơn. Đây nó cũng cung cấp cho chúng ta một số cái chức năng như cắt cắt ghép cắt ghép. Thao tác cũng nó cũng giống như Ableton. Cũng nhấn mũi tên lên xuống. Shift mũi tên lên xuống để chuyển quãng. Control cộng trừ để zoom. Hoặc là chuột trái vào vùng vùng này để zoom, chuột trái kéo lên zoom. Chuột trái kéo sang phải để move. Đấy. Tab này là tab bao gồm tất cả các cái plugin và Epic Audio, Epic Audio Effect, Effect. Đây. Như là compress, delay, EQ. Cơ bản hiệu ứng của nó, hiệu ứng mặc định nó khá ít. Không biết do nguyên nhân do mình chưa
chưa cài những cái một số những cái này, do mình không dùng nó thường xuyên nên mình không cài ra, nó gọi là các bác. Bạn muốn có thể cài cách kích vào đây rồi nhấn install các cài. Còn đây là những cái plugin mình thêm vào, những cái VST. Mình tiếc cái phần mềm này nó chưa viết trên nền tảng 64 bit, hiện tại nó chỉ viết trên nền tảng 32 bit thôi. Nó không giống như Ableton 9. Ableton 9 nó có những cái bản mà nó viết cho cả 32 bit và 64 bit. Bạn muốn thêm VST vào thì bạn có thể kích vào phần này và chọn đến cái thư mục bạn cài VST. Đây, ví dụ mình tạo một thư mục VST 32 bit đây. Và những cái thư viện mẫu, nếu bạn có, bạn có thể chỉ đường dẫn đến cái thư mục đấy. Đấy thôi, cơ bản